Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tất cả các bạn set đồ make up chuyên nghiệp siêu tiết kiệm, chỉ có 5.500.000. Đầu tiên đó chính là bộ cọ. Ở đây là bộ cọ Clio 26 cây. Các bạn có thể thấy là đầy đủ tất cả các cây, không thiếu một cây nào cả. Thân cọ rất là chắc chắn. Chất lông mềm mịn. Đồ nền thì sẽ có một kem nót điều chỉnh tông da, một kem nót kiềm dầu, một kem nền, một sạch thuần bắt sáng, một phấn nén, một phấn bột, một kem lót dưỡng ẩm. Ngoài ra còn có bảng son với đầy đủ tông màu, một túi mút 24 miếng, một chai nước tẩy trang, một chai xịt khoáng, một chai nước hoa hồng, kem tẩy da chết, kẹp mi, hai cây chì đủ tông, chì mí, kem tẩy trang, hai hộp mi giả và một bảng má. Bảng má này các bạn lưu ý là có đầy đủ tất cả các tông để cho các bạn trang điểm. Ngoài ra còn có thêm một bảng mắt 48 màu, đầy đủ tất cả các tông, bao gồm có cả tông nhũ, tông cô dâu, tông ống tuyết đều có đầy đủ. Và một keo kẻ mí Tony Moni, một set mắt, một son kem, keo che khuyết điểm, chuốt mày, son dưỡng môi, kích mí, keo dán mi, và kèm theo đó là một cúp dạng vali đựng rất là gọn gàng. Về set đồ make up chuyên nghiệp siêu tiết kiệm này, các bạn vẫn có thể đầy đủ tất cả những dụng cụ yêu cầu dành cho trang điểm chuyên nghiệp. Đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn đang chuẩn bị học trang điểm mà kinh tế mình vẫn còn chưa tốt lắm.